Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Quyết liệt thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. World Bank, Việt Nam cần theo dõi chặt lạm phát. Trung Quốc khai mạc diễn đàn cấp cao vành đai và con đường lần thứ 3. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số 972 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Để việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, trước mắt là giai đoạn 2023-2025, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trước ngày 25 tháng 10 năm 2023. Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Thế giới World Bank đánh giá lạm phát toàn phần của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh kể từ tháng 6 và đạt 3,7% trong tháng 9. Do đó, tổ chức này khuyến cáo Việt Nam cần theo dõi chặt lạm phát. Ngoài ra, World Bank đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trong quý 3 nhờ vào xuất khẩu dần phục hồi. Tuy nhiên, tiêu dùng trong nước vẫn yếu, tăng trưởng tín dụng vẫn chậm. Tổ chức này khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục đẩy nhanh đầu tư công để hỗ trợ tổng cầu và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn. Ngoài ra, World Bank tiếp tục lưu ý việc Việt Nam phải cải thiện thêm môi trường kinh doanh, đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thu hút nguồn vốn FDI có giá trị. Ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến hành vi mua bán người. 6 bị cáo gồm Lương Thị Hải, 31 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An và 5 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu. Kết quả điều tra và quá trình xét xử xác định, từ năm 2015, bị cáo Lương Thị Hải xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê rồi lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Hà Nam. Từ năm 2019, thông qua các trang mạng xã hội mai mối phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, bị cáo Hải quen biết và cấu kết với các đối tượng dụ dỗ đưa 11 người phụ nữ người Việt Nam sang bán cho những người đàn ông Trung Quốc. Số tiền mà bị cáo nhận được từ 200 đến 400 triệu đồng một người. Sau khi bị bán sang Trung Quốc, nhiều phụ nữ bị quản thúc, ngược đãi, đánh đập nên bỏ trốn hoặc đòi về Việt Nam thì các bị cáo buộc người thân của họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đó và chi phí để đưa về Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lương Thị Hải với tổng hình phạt là 30 năm tù và các bị cáo khác mức án từ 5 năm đến 29 năm tù. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế khoảng 91 triệu người dân, tức là trên 92%. Như vậy còn khoảng 8% người dân chưa tham gia. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 là 95%. Để đạt được mục tiêu này thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là ngành y tế đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng điều quan trọng nhất là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đi khám bệnh không mất tiền, lại được phát thuốc về uống. Đây là những lợi ích mà đồng bào người dân tộc Dao và Tày ở xã Quang Minh, Văn Yên, Yên Bái thấy được mỗi khi đi khám. Khám ở đây thì nếu mà không có nguy hiểm mấy đấy thì không phải mất tiền đâu, có thể bảo hiểm các thứ ấy không phải mất tiền. Hiện tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại xã Quang Minh mới đạt khoảng 85%. Từ khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng bào dân tộc không được cấp thẻ bảo hiểm miễn phí, một số gia đình không tự nguyện tham gia. Cố gắng hết mình để tham gia mua bảo hiểm xã hội, với này khi ốm đau thì đi viện thì được miễn giảm. Có một số là bảo là bản thân tôi chưa cần thiết, cái đấy là không phù hợp. Thì những cái năm trước ấy, thì là thẻ dân tộc thì chiếm 100%, nên là cái thẻ bảo hiểm tham gia của xã Quang Minh chúng tôi là đạt 100%. Nhưng sau năm 2020 chúng tôi đạt chuẩn nông thôn mới thì toàn bộ thẻ dân tộc bị cắt đi. Chính vì thế mà các ban ngành đoàn thể cũng như là ban chỉ đạo của xã cũng cùng với phối hợp với trạm y tế là tuyên truyền để cho người dân bắt buộc là tham gia bảo hiểm tự nguyện. Đến bây giờ là duy trì được 85%. Để thu hút và giữ chân được người dân tham gia khám chữa bệnh tại nơi đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu, việc đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị y tế cho những trạm có bác sĩ cũng là yếu tố quan trọng mà trạm y tế xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là một ví dụ. Thuốc thì đã cơ bản đã đủ để đáp ứng với cái điều trị điều trị của bệnh nhân tại trạm y tế, còn dịch vụ kỹ thuật cũng vậy. Chúng tôi đã thực hiện trên 70% dịch vụ kỹ thuật so với cái dịch vụ kỹ thuật ban hành cho trạm y tế. Và các dịch vụ khác chúng tôi đã thực hiện gần 90%. Để giúp người dân có thể tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp như đóng theo tháng, theo quý. Tại một số tỉnh đã có những chính sách hỗ trợ từ 20% đến 30% cho hộ cận nghèo, hộ gia đình, nông lâm ngư diêm nghiệp mua thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tạo sự hài lòng của người dân khi đi khám chữa bệnh ngay từ tuyến cơ sở. Có tới xấp xỉ 70% tổng số lượt khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh là được thực hiện tại y tế cơ sở. 100% trạm y tế xã đã thực hiện được cái việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cái việc đầu tư trang thiết bị thì tôi cho rằng rất là cần thiết. Và để đảm bảo cho cái cán bộ y tế có thể phát huy được cái năng lực chuyên môn cao nhất của mình để phục vụ cho người dân. Hiện cả nước có trên 92% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy, vẫn còn khoảng 8% chưa tham gia. Như vậy, để đạt được mục tiêu 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, cần truyền thông, vận động và đẩy mạnh chất lượng khám chữa bệnh. Sáng 18 tháng 10, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo từ hơn 130 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng. Với chủ đề Hợp tác chất lượng cao Vành đai và Con đường, chung tay vì phát triển và thịnh vượng chung, diễn đàn tập trung thảo luận tổng kết những thành tựu hợp tác đạt được trong 10 năm qua, trao đổi triển vọng, phương hướng hợp tác trong tương lai. Diễn đàn gồm 3 phiên cấp cao với nội dung trọng tâm về kinh tế số như động lực mới của tăng trưởng, kết nối trong một nền kinh tế toàn cầu, con đường tơ lụa xanh vì sự hài hòa với thiên nhiên và 6 diễn đàn khác về kết nối thương mại, giao lưu nhân dân, con đường tơ lụa sạch, hợp tác địa phương, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu và hợp tác trên biển. Ngày 17 tháng 10, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tuyên bố cuộc tập trận quy mô lớn của Liên minh châu Âu EU đang diễn ra ở miền Nam Tây Ban Nha là một bước quan trọng trong việc phát triển lực lượng phản ứng nhanh của khối. Khoảng 2.800 quân nhân từ 9 quốc gia thành viên EU cùng với 25 máy bay và 6 tàu tham gia cuộc tập trận kéo dài một tuần ở miền Nam Tây Ban Nha mang tên Livres. Đây là cuộc tập trận cấp EU đầu tiên có khoa mục diễn tập trực tiếp. Nội dung của cuộc diễn tập sẽ bao gồm một cuộc đổ bộ mô phỏng trên các bãi biển Tây Ban Nha để bảo vệ bến cảng của một quốc gia giả định. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Borrell cho biết EU đang viết một trang mới về quốc phòng của khu vực. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiến tới việc tạo ra năng lực triển khai nhanh chóng của khối. Điều này sẽ giúp EU chuẩn bị tốt hơn trong khía cạnh quốc phòng và đóng vai trò là nhà cung cấp an ninh toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jim Jordan ngày 17 tháng 10 cho biết vòng thứ 2 của cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ ngày 18 tháng 10, tức 00 giờ ngày 19 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Theo hãng tin CNN, các thành viên Cộng hòa đã phản đối việc ông Jordan gửi thư cho quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry đề nghị tổ chức bỏ phiếu vòng 2 ngay trong ngày 17 tháng 10, sau khi nỗ lực tranh cử của hạ nghị sĩ Cộng hòa đại diện cho bang Ohio này thất bại trong lần bỏ phiếu đầu tiên. Chỉ với 200 phiếu ủng hộ, hạ nghị sĩ Jordan còn thiếu 17 phiếu nữa để đạt đa số cần thiết, dù trước đó các đồng minh và trợ lý của ông đã tiến hành chiến dịch gây áp lực nhằm vào những người không ủng hộ hay còn dư địa. Các bác sĩ phẫu thuật tại Đại học London, Anh đang ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để mổ não. Hệ thống được kỳ vọng trở thành yếu tố thay đổi ngành chăm sóc sức khỏe ở Anh. Trong 10 tháng qua, hệ thống trí tuệ nhân tạo đã thực hiện phân tích hơn 200 video tập trung vào tuyến có kích thước nhỏ nằm ở trung tâm não. Điều này đã cho phép công nghệ đạt được mức độ kinh nghiệm nhất định, tương đương với chuyên môn 10 năm của bác sĩ phẫu thuật. Nguồn cấp dữ liệu video từ trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như một nhà cố vấn, giúp các bác sĩ hiểu được những gì họ đang nhìn thấy. Bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.